Kính thưa quý vị, tại sân khấu này, bên phải của chúng tôi là chú rể Văn Bèo, còn bên trái của chúng tôi đó là cô dâu Thị Bọt. Đã tìm hiểu nhau hơn 49 ngày, sắp tới 100 ngày rồi, còn mấy ngày cũng thất nữa, 7 ngày cũng thất nữa. Ủa cái gì vậy? Ủa nói gì vậy? À không, còn 7 ngày nữa là sẽ kỷ niệm ngày cưới. Dạ đúng rồi, kỷ niệm ngày cưới. À, kính thưa quý vị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để hòa mặt đông vui cùng gia đình của chúng tôi. Ai trong cuộc đời rồi cũng phải siêu thoát thôi. Cái gì không có nội, cái gì siêu thoát không có nội, không nói cái gì vậy? Thì ai cũng phải ra đi à, trước sau gì cũng phải ra đi, cũng may mắn là cô dâu và chú rể chưa ra đi. Nói không rành, nó gọn gọn dù con cái ba, nói gọn gọn thôi. Gọn hả? Gọn. Không có anh gọn gọn mà má. Gọn đi, nó gọn gọn. Dạ xin cảm ơn các sư cô. Cái gì vậy? Các sư cô đã có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Dạ, sư cô. Còn càng tay nữa, cảm ơn ban nhạc rất nhiều đã hỗ trợ cho anh em. Đám cưới ông nội, mấy đám ma, ông nói cái gì vậy? Sư cô, sư thầy gì đây? Đám cưới hả? Đám cưới tao. Lộn. Ê, kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc cưới hôm nay. Ê, có gì sơ sót bao giờ quý vị cảm ơn cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ xin mời cô dâu và chú rể hôn môi. Cái gì hôn môi á, hôn môi xa. Dạ xin mời cô dâu chú rể nhạc lên.